tai nghe Bluetooth Hertz of Human, mô hình scale Fuhua Vân Mạc Đan Tâm, mô hình scale Elysia cực kỳ dễ thương, hay còn có cả mô hình Chibi Lý Tố Thường vừa mới được ra mắt cùng Anniversary phiên bản 6.1. Thuyền trưởng có thể dễ dàng tìm thấy những món đồ lưu niệm này tại Honkai Impact 3 Việt Nam Shop. Tại đây, thuyền trưởng có thể dễ dàng tìm thấy những món đồ lưu niệm, phụ kiện mà mọi người muốn. Ren sẽ để đường link chi tiết sản phẩm và shop dưới phần mô tả của video nhé. Xin chào mọi người đã quay trở lại với kênh của mình nha. Mình là Ren. Hôm nay thì chúng ta sẽ đến với phiên bản 6.2 ở bên server chung tuần thứ tư, xem có những gì nhé mọi người. Hôm nay thì cái thời điểm mà mọi người xem cái video này thì nó là ngày chủ nhật mất rồi. Mình thì mình không có nhớ, bình thường là nó sẽ cập nhật vào hôm thứ sáu rồi cơ, nhưng mình cứ tưởng là chưa đến. Trời ơi, mình không để ý, thế là đến tận hôm chủ nhật thì mọi người mới xem được cái video này. Ok, không sao. Dù sao thì mình cũng đã ở đây. Ok, chúng ta sẽ đến với cái banner tiếp tế sẽ xuất hiện ở tuần thứ tư nhé mọi người. Đầu tiên thì chúng ta có cái tiếp tế đây. Chúng ta sẽ quay trở lại với lại banner tiếp tế cây thân lôi Narukami và set vết thánh của nhân vật bé mèo. Cái set này đó là set set support băng và bảo hiểm của chúng ta là 0.21 đâu nhé. Cái bảo hiểm này thì là người ta đã quay rồi cho nên nó xuống còn 21, và bảo hiểm của nó là bảo hiểm của cây thất lôi Narukami nhé mọi người. Đây là cây Kigot này cho nên là nó sẽ có bảo hiểm, còn cây chấn của bé mẹ Powder Fairy thì không có bảo hiểm nhé mọi người. Đấy, cho nên mọi người nên nhớ là chỉ nó chỉ có một bảo hiểm thôi. Và đây thì mình sẽ để cái rate tiếp tế đây cho mọi người xem. Ở tuần tư này thì chúng ta có một số đồ như đôi mắt vực máu này, chấn của PE này, hoa của quá khứ này, Sếp Thánh thì có Patet, Jigenia, Wang Zhenji, Himiko và Oslog. Ở đây thì cũng mình thấy kiểu những cái banner tiếp tế, thường thường thì những cái banner tiếp tế nhân vật SP thì cái rate của nó khá là ổn mọi người ạ. Mình thì mình thấy ổn. Còn đối với mọi người thì không biết là các bạn có thấy ổn hay không. Nhưng mình thấy như thế là ok rồi mọi người ạ. Set này cũng easy. Mọi người và mọi người cũng thông cảm cho mình là trái gió dở dời, mùa đông nó ập đến bất ngờ quá, thế là mình bị cảm cúm một người ạ, cho nên là nói nó không được, chắc là nó sẽ không được rõ và nó cũng không được to. Ok, mình sẽ cố điều chỉnh cho cái volume nó tăng lên mọi người ạ. Đây, chúng ta sẽ có tiếp tế nhân vật đó chính là Hertz of Human. Nó sẽ kéo dài ở tuần thứ ba rồi cho nên là sẽ kéo dài đến hết tuần thứ tư, còn 5 ngày nữa thôi. Đấy, tiếp tế chủ đa sẽ là set chấn phái của nhân vật Mobius gồm một cây Basilic với lại full set Ladies. Đây, mình sẽ để cái rate tiếp tế đây cho mọi người xem nhé. Các bạn nếu như các bạn chưa có Mobius thì các bạn có thể run và các bạn xem là các bạn có thể lệch ra những gì. Ở đây thì có một số đồ vết thánh thì có Shakespeare, Columbus, Wang Zhenji. Với lại cái set Wang Zhenji mọi người, cái set đấy thì mình nghi là phiên bản sắp tới là sắp chuẩn bị out meta lắm các bạn. Đấy, ok, các bạn có thể xem là có thể là xem lệch được ra những cái gì. Và cái bảo hiểm của tiếp tế chuột A này sẽ là 50 nháy, chắc chắn sẽ nhận được một trong bốn cái đồ này nhé mọi người. Và nó sẽ không ra trùng nhé mọi người, bảo hiểm thì chắc chắn là sẽ không trùng đâu. Còn trước bảo hiểm thì có thể nó ra một đống chấn cũng được, mà ra một đống top, một đống bot đều được cả. Đấy, và nó cũng có bể cầu nguyện luôn, mà nó chưa có Mobius thì có thể run. Tiếp tế chuẩn B của chúng ta đó chính là cây thông quan tinh sao nhân mã với lại full set Shakespeare Trip. Mình sẽ để cái rate tiếp tế đây cho mọi người xem nhé. Ok, và chúng ta có tiếp tế nhân vật trợ chiến kéo dài hết tuần này, kéo dài hết một tuần luôn, đó chính là Alicia. Ok, tại sao có Ai Chan mà lại không để Ai Chan nhỉ? Đây, ở đây thì chúng ta cũng có luôn một cái thảm bảng thông báo này. Đây, chúng ta sẽ có tiếp tế nhân vật tiếp tế cây thất lôi Narukami. Tiếp theo đó chính là cốt truyện mới Bronya Hotel Church. Đấy, cốt truyện có luôn nhé mọi người. Event thì không biết có event gì không. Đây, chúng ta có cái event này mọi người ạ, 40 mảnh nhân vật. Cái này thì nó đã kéo dài từ ngày 21 tháng 11 rồi, đến ngày 15 tháng 12 thì nó sẽ kết thúc. Đói, đây, cốt truyện mới của chúng ta mọi người ạ. Hồi trời hợp chết chính thức được ra mắt luôn. Gì đây? Cái này chúng ta vẫn trải nghiệm ở bên server xia rồi mọi người ạ. Nhiều pha lê thế, một đống pha lê luôn này. Về event thì ở tuần thứ tư cũng không có gì nhiều đâu.
Mình đã review hết ở tuần thứ 3 rồi. Và đây ở tuần thứ 4 thì mọi người đã nhận được nhân vật Hero of Thunder Free rồi nhá mọi người. Free rồi nhá. Đến tuần thứ 4 là mọi người đã lấy được rồi. Ok. Đó. Còn gì nữa không? Chúng ta sẽ vào vực với lại chiến trường sử cũ nè. Vực thì chúng ta... Ui dồi. Trời ơi. Boss Carpass mọi người ạ. Boss này là boss đóng băng với lại tấn công tần suất cao. Vậy là Silverwing ấy hả? Đây để mình xem nào. Đề cử. Lâu lắm nên mới có boss đề cử Silverwing. Lạ ha. Boss đề cử Silverwing thì cũng được. Trợ chiến thì chỗ. Và tuần thứ tư này chúng ta có Banneret đỏ lò mọi người ạ. Trời ơi, con Banneret này nó chịu 3 loại sát thương luôn mọi người. Đây mọi người sẽ phải cầm team đứng là Power Ferris này, Hero Thunder với lại Hero Flame Chain. Wow, boss Boto với lại boss boss này là boss của mắm lửa đúng không? Boss của mắm lửa này. Thế mắm lửa cầm ở đây rồi thì Hero Thunder cũng cầm ở đây rồi. Thế chắc phải cầm chị Amalyn à. Hay à, hơi bị khoai nhờ. Ok. Ok, ok, vừa rồi thì mình đã review tuần thứ tư ở bên server chung phiên bản 6.2 cho mọi người rồi. Và mọi người thấy video có ích thì hãy nhấn like video và chia sẻ giúp mình nhé. Bạn nào chưa nhấn đăng ký kênh thì nhấn đăng ký kênh đi nhé. Bây giờ thì bye bye mọi người, chúc các bạn có một ngày thật là vui vẻ, bye bye.